Motorcycle TV xin chào các bạn. Video clip lần này mình sẽ tiếp tục với cái động cơ quay S110 đầu lòng 3 khúc ha. Thì trong cái video clip lần trước mình có mở cái máy ra, mình hướng dẫn anh em mình nói về cái bệnh của cái máy này, cái tiếng kêu của một cái máy này ha. Rồi sau đó mình có hướng dẫn anh em ráp lại cái bộ số, cơ cấu bộ số, và mình rửa chùi rửa mình ráp lại. Thì hiện tại mình xin nhắc lại cái bệnh lần này để anh em tiện theo dõi, là cái xe này nó bị tai nạn, nó đụng bể cái lốc bên này, đụng bể cái lốc phần bên này. Sau đó thì thợ ở tỉnh á, người ta thay một cái lốc lô, một cái lốc Trung Quốc, lốc hàng linh kiện thôi, người ta thay vô đây. Thì khi thay á, cái phần mặt đạn này nè, nó bị lỏng lưng so với lại cái mặt đạn dên. Thì lúc đó mình nghĩ là mặt đạn dên này nó rơ, nhưng cuối cùng khi mà tháo rã ra, mình chùi rửa vệ sinh thì hai cái mặt đạn này mình kiểm tra thấy còn tốt. Bạc đạn còn tốt, nó chỉ bị lỏng cái lốc á, cái lốc lô nó lỏng so với cái bạc đạn. Thì mình đã thay, mình đã kiếm một cái lốc zin. Tại vì ban đầu là mình tính là sẽ hơ rút lốc lại, nhưng mà cái độ hở nó nhiều quá. Mà nếu như á mình hơ, mình rút lốc, mình giải quyết không triệt để, chạy thời gian nó sẽ rộng lại thì nó sẽ lại kêu. Cho nên á mình mới quyết định là mình thay cái lốc zin. Thì mình mua cái này là hàng rã thôi, hàng rã xe thôi. Mình thay cái lốc này rồi ha, mình thay rồi và mình ráp lại. Còn những cái chi tiết bên trong như là bộ nồi này nọ thì nó vẫn còn còn nguyên, cho nên là mình không có tác động tới mấy cái chi tiết đó. Về bộ nồi này nè các bạn, thì khi ráp á, anh em lưu ý nè, ở đây nó có một miếng lông đền, thấy không? Ở đây nó có miếng lông đền giống như nồi 110 vậy đó, nó có miếng lông đền. Cái bộ nồi này cấu tạo của nó đó là bao gồm là hai mặt nhôm ha. Hai cái mặt nhôm này anh em để vị trí nào nó cũng vô hết á, nó khác với lại cái xe quay riêng bình thường. Và xe Exciter thì mình để vị trí nào cũng được hết á. Cấu tạo bộ nồi này là nó có 3 lá bố và 2 lá sắt ha. 3 lá bố, bố này là nó là bố của quay S110 ha. Bố nó không xài chung với quay rim nha các bạn. Và 2 lá sắt, hai lá sắt trơn. Thì cái loại bố này là bố zin, cho nên là nó xài lá sắt trơn. Còn mấy bố độ thì nó xài lá sắt nhám. Thì các bạn lưu ý vậy nè, đối với cái loại nồi này nè, nếu mà các bạn xài lá bố nồi lô thì mình sẽ nói là không được nha các bạn. Cái lá bố nồi lô bán trên thị trường á, mình đảm bảo các bạn là xài lá bố nồi lô, các bạn chạy chừng 2 tháng là nó sẽ bị tuột bố nồi trở lại liền. Cho nên lưu ý, nếu anh em nào làm nghề thì cứ báo giá khách làm cái bộ nồi này nên báo giá cao, hoặc là mình sẽ có phương án đổ cái nồi này lại thành xài nồi quay rim. Nhưng mà chắc là trong cái clip phần sau đi, tại vì cái xe này người ta không có yêu cầu mình đổ cái nồi này lại, cho nên là mình sẽ xài cái nồi zin ha. Các bạn lưu ý nè, khi mà mình mua ba cái lá bố này ha, mình đã gặp nhiều trường hợp rồi. Nếu như anh em xài ba cái lá bố này mà là lá bố lô, chắc chắn 2 tháng thôi, trong 2 tháng cái này nó sẽ hư, lá bố này nó sẽ bị chai, bị tuột nồi liền. Cho nên mình khuyến nghị anh em nên xài lá bố zin, không xài lá bố lô nha. Và ngoài ra khi mà mình bỏ ba lá bố lá sắt vô á, cái chuẩn của cái nồi này nè rất là dễ biết, là cái mặt nhôm này nó bằng với cái mặt gờ trong này, là đúng cái chuẩn của cái nồi cắt côn nhẹ nhàng và bắt nhẹ nhàng. Còn nếu như anh em xài cái lá bố lô thì chắc chắn cái lá bố lô nó dày hơn, thì mình phải vớt cái mặt nhôm, và đồng thời lá bố lô đó sẽ rất là mau mòn, mau phá hủy nha anh em, lưu ý cho mình cái chuyện đó. Rồi sau khi ráp xong nè, cái lá sắt nó cũng có chiều, mà lá bố đây nè, mình cho các bạn coi khi mà ráp cái nồi này á, các bạn lưu ý cho mình vậy nè, đây cái phần á, cái phần côn nó nằm trong này nè, để cắt amraya. Thì khi chúng ta ráp những cái lá sắt này nè, lá sắt này nó luôn luôn có hai mặt, mặt này mặt cạnh nè, mặt này mặt côn nè, các bạn thấy không? Thì cái mặt côn phải quay theo mặt côn nha các bạn, để cắt âm da cho nhẹ nhàng nha, cắt âm da cho nhẹ nhàng. Còn nếu mà là lá bố này mới thì mình phải thay nhớt lên, nhưng mà cái này là lá bố cũ ha, cái lá bố cũ và nó vẫn còn cái lớp dầu nhớt của nó, cho nên là mình chỉ rửa sạch sẽ rồi mình ráp lại thôi, chứ mình không có ngâm nhớt. Còn đúng kỹ thuật là mấy cái lá bố, đặc biệt là xe côn tay, thì chúng ta cũng phải ngâm nhớt cả thấm bố trước, để những dòng tua máy đầu tiên nhớt chưa kịp nuôi bố thì nó không có làm cháy lá bố ha. Rồi ở đây á, là nó không có xài bốn cái lò xo ép bố, mà nó xài cái loại lò xo nón này nè, cái phíp nón này nè. Thì cái phíp nón này nó sẽ nằm úp mặt côn như vậy, và cái nắp chụp á, nắp chụp này nè đó, nó sẽ bắt vô và nó đè lên lá phíp nón ha. Cái lá phíp nón này là chính là cái lò xo nha các bạn, lá phíp nón này thay vị trí lò xo chứ không phải là nó không có lò xo đâu. Rồi giờ mình sẽ thao tác, mình thả bộ nồi này vô và mình siết ốc lại. Và các bạn lưu ý luôn nè, ở trên này nó có cái lá thép luôn nè, các bạn thấy không, ở đây nó có lá thép luôn nè. Thì cái lá thép này không được bỏ ra nha các bạn, không được bỏ ra. Lá thép này thì cũng lấy ra được nha, các bạn coi nè, mình lấy ra cho các bạn coi. Lá thép này mình cũng lấy ra ngoài được thôi, mà mình không lấy. Đây, đó, bạn thấy không, lá thép mình vẫn lấy ra ngoài được ha. Nó có ba cái rãnh đây nè, mình bỏ vô mình xoay lại.
lưu ý luôn, thí dụ lỡ nó có xúc ra thì các bạn nhớ cái chiều dễ biết lắm. Cái phần trong này nè nó không có dấu, phần ngoài này nó tiếp xúc nó có những cái dấu nè, là cái này nằm ngoài ha, nó có chiều đó. Nếu mà không để ý kỹ là không thấy độ côn của nó đâu. Rồi mình bỏ vô mình xay nhẹ cái là xong. Rồi giờ mình thao tác mình bỏ vào nồi vô ha. Ở đây thì bữa mình có nói rồi, có khâu có hắc rồi, mình hướng dẫn anh em rồi ha. Một cái khâu mỏng, một cái khâu dày. Rồi bộ nồi thì mình bỏ vô đây luôn. Hôm nay trời hơi gió. Rồi sau đó mình cái muỗng nhớt nè, lần trước mình chỉ gá thôi ha, mình không có ráp, cho nên mình ráp, mình gá, mình hướng dẫn anh em thôi. Rồi cái chuông ba càng thì nó cũng giống như là cái xe rim quay bình thường, mà mình đặc biệt mình nói luôn với anh em này nè, với cái nồi này có thể độ qua nồi quay bình thường xài nha, cho nó dễ thao tác nha, với lại xài nó ngon hơn á. Mà tại vì cái người này, người bạn này, người ta không có yêu cầu mình làm, cho nên mình không có làm. Rồi chỉnh cái nhông này nè, chỉnh cái nhông nhông giảm chấn này nè, cho nó đúng vị trí của nó. Rồi vô đây mình chỉnh cái nhông giảm chấn cho nó đúng, để cái nồi đằng sau này nó xuống cho sát. Rồi đó, xuống như là ok ha. Rồi sau khi xong hết thì mình phải bắt ốc của cái đế này vô. Rồi dán cứng rồi. Cái lốc này nó dính cũ, người ta chạy không có kỹ á, nó dính dơ cũng nhiều lắm, rửa cũng cực lắm, mà sạch được như đây là quá rồi, không thể hơn được nữa. Rồi ở đây có lông đền ha, một cái lông đền chấu, một cái lông đền nón outside đó. Ở đây có miếng lông đền dày, thì lông đền dày các bạn thiệt ra là nó không có mặt, nhưng mà nếu mà mình đúng thì cứ cái mặt này nè là tiếp xúc con ốc nè, cái dấu nè đó, mình để đúng mặt của nó đi. Rồi sau đó mình, giờ mình sẽ bắn cái nồi này vô ha, mình bắn cứng cái nồi này lại. Rồi bắn cứng cái nồi này xong thì mình sẽ để, bắn cái nồi này vô. Rồi giờ đã bắn cứng cái nồi rồi ha, cứng cái nồi xong anh em mình nạy cái lông đền chấu này nè. Cái lông đền này nó sản xuất ra là nhằm mục đích là để cho con ốc này khi mà cái xe vận hành nó không có bị tuột răng, nó lỏng qua ốc đầu cốt dên, cho nên chúng ta lưu ý là phải đừng có bỏ qua cái lông đền này ha, đừng có bỏ lông đền này ra. Nó thật ra cái lông đền này nè, khi chúng ta siết cỡ nào siết á vô thì nó sẽ có một cái chấu, nó sẽ luôn luôn nằm ở ngay cái rãnh của con tán, thành ra là những cái chấu còn lại thì nó không cần vô, nhưng mà phải có một cái chấu phải bấu vô được cái rãnh con tán nha, nó mới có tác dụng của cái miếng lông đền này. Nhưng mà tất cả những cái phần miếng còn lại thì mình cũng phải nạy lên, để một phần là khi mà cái cặn lâu ngày nhớt á, nó đóng á, nó không bị cản bởi mấy cái chấu này, nó mình cho nó ôm sát lên à. Rồi cho cái lọc nó được lưu thông tốt á, cái lọc ly tâm nó lưu thông tốt, không có dòng cản đâu này. Bạc đạn nồi. Rồi. Rồi, ở đây có 3 con ốc. Cái lọc ly tâm này đảm bảo ron phải còn tốt nha, tại vì nhớt nó vô đây để nó nuôi vô trong ắc dên á, nó nuôi tay dên với lại nuôi với trong bạc á, chỉ còn cái lọc này nó rách hay là nó không kín là không được nha. Bỏ cái nắp này lên. Đây nó có 4 con ốc ngắn,
sáu con ốc này nè, hai con ốc 10 này nó dài hơn bốn ốc này, nó không có lẫn lộn rồi đó nè. Rồi giá này vô đây, rồi xiết cứng luôn ha. Cái này cũng xiết đều tay nha các bạn, nó cũng là một cái lò xo nha, chúng ta xiết mà gánh nó dễ bể cái nắp này lắm á. Xiết đều tay, nhiều khi nó bị gánh á, nó cũng dẫn đến tình trạng bể cái nắp nữa. Đó, giờ nó cứng rồi thì mình xiết cứng tay lại. Rồi xong ha, mình bỏ cái lọc vô rồi giờ bỏ bạc đạn ráp cái cơ cấu cắt côn vô là xong rồi. Sau khi mình bỏ cái lọc nhớt vô đây rồi ha, đây là tấm ron. Các bạn lưu ý mấy cái ron này xài loại nào tốt tốt nha, chứ ron thường nó hay bị lem nhớt lắm. Hay bạc đạn, rồi bỏ bạc đạn vô cho miếng nhớt. Rồi ịnh cái bạc đạn này vô ha. Hồi nãy mình bị lộn cái này nè, cái này không biết ai rửa bỏ vô đây nè, nó dư miếng rồi ha. Cái chấm này nè, nó ngay ở trên cây cốt, nó có cái dấu thẳng đó thì nó ngay đó là đúng nha các bạn, nó không có chật tới chật lui gì nha, nó phải đúng tâm của cái chấm luôn. Rồi để cái muỗng này vô là đúng rồi. Giờ mình sẽ vô miếng nhớt bạc đạn này luôn, sau đó mình đóng cái lốc này lại luôn. Rồi ok. Rồi. Anh em mình cũng lưu ý ha, đối với những cái loại xe mà côn tự động á, côn tự động là nó không có xài côn tay á, thì khi chúng ta ráp á, chúng ta phải xả con ốc này ra, xả con ốc này ra nè. À, khi mà mình ở đây nè, mình dặn theo chiều kim đồng hồ á, mình dặn theo chiều đồng hồ là mình đang rút nó ra, mình rút cái nhánh nó ra, à không? Đó, mình siết là mình rút nó ra ngoài. Còn khi mà mình xả ngược chiều kim đồng hồ là mình đang ép nồi nha các bạn. Thì cái này anh em làm xe cơ bản rim quay là đã biết cái chuyện này rồi, xả thì nó sẽ đẩy ra thôi, nguyên tắc thôi. Này gió quá gió đó, thì khi mình siết thì nó sẽ kéo ra ngoài. Thì các bạn nhớ là kéo hết cái bộ siết ly hợp này ra, à, để khi mình gắn vô cho nó dễ. Rồi đó, mình kéo nó ra hết ha, đó, mình kéo cái này đi ra ngoài hết là mình dặn theo chiều kim đồng hồ. Và đồng thời kiểm tra thử coi là cái đường bơm nhớt á, khi mà cái nhớt nó được bơm vô cái lỗ này nè, cái lỗ ngay ngón út mình nè, chỉ nè, nó sẽ đi thông ra đây nè, nó ra chỗ này để nó vô dơ nó nuôi á, vô cái lọc ly tâm chỗ này nè ha. Phải đảm bảo cái đó nha. Và đặc biệt đối với những xe như là Yamaha, Exciter rồi đó, nếu mà các bạn không để ý cái đó mà cái phốt nó bị hư á, là nó sẽ dễ dẫn tới tình trạng lột dơn với lại lớp bê bê tông hoài luôn á. Hỏi ủa sao làm nồi là bê tông bạc rồi làm xong rồi bị lớp bê lại, đó là lý do đó đó. Chỉnh những ngày miếng ròn đó. Nè, nó vô rồi nè, nghe tiếng nó vô là mình biết rồi ha. Rồi xong mình sẽ chỉnh cho nó ngay hai cái ạc gô với ròn đó, mình chỉnh cho nó ngay cái ạc gô một cái. Mình chỉnh làm sao mà mình khi cảm giác mà cái đầu dơ nó đã vô được cái lốc nồi rồi đó là mình mới gõ. Mình mới gõ nhẹ nhẹ nó vô. Tại cái này nó xe này nó bị đụng, nó bị giật mấy cái lốc á, cho nên lúc mình tháo ra nó cũng hơi nặng nề nữa. Thành ra là khi vô phải kiểm tra cái vụ này kỹ kỹ một xíu. Rồi. Ốc nồi xe này thì nó xài 10 con răng dài, nó có răng ngắn với răng dài ha. Răng dài thì nó xài bên lóc đề. Con đúng 10 con luôn á.
Rồi khi siết vô, siết siết đều hết, vừa đụng mặt hết là ngưng lại. Khi nào siết cứng thì mình mới siết chéo. Mình sẽ chỉ anh em cái cách chỉnh nồi luôn, ráp xong chỉnh dứt điểm luôn, lên xe là nó cắt con bình thường luôn ạ. Xiết chéo đều hết nha, xiết chéo đều hết xong rồi mới xiết cứng lại. Rồi giờ xiết xiết cứng là phải xiết chéo góc này nè. Rồi ok. Rồi sau khi xiết cứng xong mình chỉnh luôn ốc nồi nè. Thì ốc nồi này nè, như mình nói á, xả ngược chiều kiểu đồng hồ là cái phần mà cắt ly hợp á nó sẽ chạy vô ha. Khi nào các bạn xả mà đụng cứng vậy nè, các bạn nhấn thử coi nó còn chạy không. Hết chạy rồi đúng không? Khi xả ở đây cứng tay nè, các bạn nhíp nhẹ lại một xíu rồi khóa nó lại. Đảm bảo ngay vị trí đó, nếu mình canh nồi chuẩn là nó sẽ cắt con luôn á. Ha. Tại vì á mình phải cho nó một cái khe hở giống như canh cò vậy đó, là nó là khe giãn đỡ nhiệt. Khi mà động cơ hoạt động nóng lên thì những cái viên bi rồi này nọ nó bị nhiệt độ nó sẽ nở lên. Nếu chúng ta canh nó bằng mặt nó siết á thì lúc đó nhiệt độ giãn nở của kim loại nó sẽ nở lên, nó sẽ làm cho cái mặt tiếp xúc của cái nồi nó sẽ đụng vô ba viên bi, nó làm cho trượt bố khi mà xe bị nóng máy. Cho nên á, khi mà mình chỉnh cái này vừa đụng mặt thì mình phải xả nó lại khoảng 1/5, 1/5, 1/6 vòng để cho nó có một cái khe giãn nở nhiệt ha. Không hở quá xa, tại vì khi hở quá xa thì sẽ khó bị mà cắt con lắm. Cũng không có được cái khe hở đó, nó không có được đụng sát luôn. Đụng sát là nó sẽ bị, khi nhiệt độ máy nóng lên là nó sẽ không cắt con á. Rồi giờ mình đã ráp xong ha, cái phần bên nồi rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình ráp cái dàn đầu lòng rồi mình mới ráp qua lăng. Cái phần ron chân lòng này nè, đúng ra mình không có dán keo ha. Tại vì cái xe này mình chỉ sử dụng cái ron lốc giữa là mình xài keo thôi. Bên này mình cũng không có keo. Nhưng mà cái ron chân lòng này là do mình xài lại cái ron cũ nè. Ron chân lòng nó còn đẹp quá, mình không có cạo. Thì cái chỗ này mình sẽ đi một lớp keo xám ha, keo xám ít thôi để cho nó tránh trường hợp nó bị xì khi mà mình ráp vô đó. Thứ nhất là mình khỏi phải cạo cái ron zin này ra. Cái thứ hai là mình phải kỹ để cho nó không xì nhớt á. Rồi chét cho nó lớp keo xám đi, lớp mỏng. Rồi ok, chét lớp keo xám nè ha. Chắc lớp keo xám. Rồi, giờ mình sẽ để nó qua một bên. Giờ mình gắn, mình chia bạc, mình thả bê tông vô trước. Bê tông này nó có chiều à. Những cái clip khác là mình hướng dẫn anh em rồi. Một là đút cái tay vô vậy nè. Cái phần nào rộng thì sẽ nằm dưới, phần nào chật thì nằm trên. Phần này chật nè. Chế bê tông này các bạn thấy không? Chế bê tông này nè. Cái người thợ cũ á, người ta làm cũng rất là ẩu. Người ta làm cái lốc này bị bể, sau đó nó bị đụng, nó gãy nè. Nhưng mà mình đã nói là thay cho bê tông mới, nhưng mà chủ xe người ta lại nói là thôi để zin xài. Thành ra là mình thì tính là để nguyên như vậy, nhưng mà do là nó không đảm bảo an toàn kỹ thuật á, những cái cạnh này nè nó sẽ bấu vô lòng. Thì bây giờ buộc lòng là mình phải thay cho bê tông mới ha, thay bạc bê tông mới để mà tránh trường hợp đáng tiếc khi mà cái này nó bị lui và nó sốc vô cái lòng á, thì lúc đó tai họa nó còn lớn hơn nữa, cái chuyện tiết kiệm nữa. Rất may là cho các bạn này á, là mình có một cái trái bê tông zin theo xe mà còn đẹp cực kỳ luôn á. Mình có một trái bê tông zin ha các bạn. Các bạn cũng lưu ý á, với cái lòng á mà mình nhìn vô mà nó chưa có sấy, chưa có lên cốt, vẫn là cốt không á các bạn, vẫn zin á, thì mình sẽ thử bê tông bằng cách mình bỏ nó vô vậy nè. Mình bỏ vô mình lắc thử coi là nó có bị lỏng không, nó có kêu không. Nếu mà trường hợp mà nó vẫn ôm sát tốt là ok đó. Thì cái bộ bạc trên xe này nè, bộ bạc trên xe này á, mình cũng đã đo vô lòng thì nó cũng ôm rất là đẹp. Thế đó là mình sẽ tặng cho bạn này trái bê tông zin. Mình có trái bê tông zin ha, mình gắn vô và mình sắp cái bộ bạc này lại là mình xài thôi, là khỏi mất công phải đi sấy lòng lên cốt. Tại vì cái lòng này nó đẹp mà, nó chỉ bể trái bê tông thôi các bạn. Cái việc mà ráp bạc, sắp bạc này nè, thì mình cũng đã hướng dẫn anh em nhiều lần rồi, là chia bạc 120 độ ha. Lá bạc sùng thì cái rãnh của nó sẽ quay lên trên đỉnh. Lá bạc sùng nè,
rãnh quay lên trên đỉnh. Hai lá bạc nhớt thì cái rãnh nó sẽ nằm ở bên dưới, cái cạnh nằm ở bên dưới để nó lấy nhớt lên, để nó lấy nhớt là nó nuôi lá bạc. Cứ đúng kỹ thuật 120 độ làm thôi. Chia cái vòng tròn ra làm 3 phần. Đó, đỉnh của con bạc sùng nó nằm trên này nè. Nó nằm khoảng giữa này nè. Đây, giữa nè. Hai lá bạc này thì sẽ chia qua hai bên. Lá này lệch qua đây một xíu nữa. Đó, gọi là bạc nhớt ha. Rồi lá này mình sẽ cho vô luôn. Và lá bạc xăng với lá bạc lửa đó, hay gọi là hai lá bạc hơi đó, thì mình sẽ sắp cho nó quay lên đỉnh để tránh trường hợp là bị luồn nhớt lên á, bị gom nhớt lên trên buồng đốt làm cho xe bị ra khói ha. Rồi, ok. Lá bạc xăng với lá bạc lửa. Để mình coi cái logo, cái chữ của nó. Rồi, mình coi cái chiều. Lá lửa là lá màu đen. Lá màu đen, bạc đen sẽ nằm ở dưới. Lá lửa là bạc là màu trắng nằm trên. Còn lá bạc hơi là màu đen á, nó sẽ nằm dưới. Đây, hơi ha. Này. Rồi, vậy là ok, mình sắp ok rồi ha. Cho miếng nhớt vô trên giấy bê tông. Xong rồi mình gài cái phe. Gài một bên phe bê tông đó. Sau khi mình gài cái phe vô á, mình gài cái phe vô rồi ha, mình vô nhớt rồi, thì mình sẽ để cái bê tông vô để nó ngay vị trí, đẩy gác qua thôi. Ok ha, dự y luôn, không có rơi miếng nào luôn các bạn, tốt luôn á. Rồi mình sẽ gài cái phe còn lại vô. Nhét cái vẽ vô đây để tránh trường hợp nó văng cái phe vô trong á, thì mất công mình phải, thì ra lúc này thì cũng chưa có lên xe thì nó văng vẫn lấy ra được thôi, mà mất công mất thời gian. Thì nếu chúng ta kỹ thì chúng ta bít nó lại. Rồi ok, rồi gài cái phe vô và quay nó một vòng ha, để đảm bảo nó không bị vuột ra. Rồi ok rồi đó, vậy là mình đã làm xong nha. Bê tông mình cũng đã vô nhớt rồi, cái phần keo đỏ dư ở đây mình cũng chùi sạch sẽ rồi. Giờ mình thả cái lồng vô thôi. Lồng thì mình đã chét keo rồi, cái lồng mình đã chét keo rồi. Thì cái trái bê tông zin của nó, nếu mà xài thợ cũ ta xài được thì dĩ nhiên bỏ vô chạy được, nhưng mà mình đề phòng thôi, mình sợ nó nguy hiểm. Tại mình thấy cái đuôi nó bể nhọn, nó gãy quá rồi. Mà nếu mà mình dựng lại cái máy mà mình ráp vậy đi, thời gian ví dụ lỡ có chuyện gì đó, người ta bị sốc, người ta gãy bạc rồi này nọ, lúp bê nó nguy hiểm lắm. Đối với cái động cơ xe số mà khi chúng ta chạy mà nó xảy ra tình trạng lúp bê đứng máy là cực kỳ nguy hiểm đó các bạn. Nhiều
mình cũng để ý cái ông Honda, ông làm bích tông á, dễ chịu hơn ông Yamaha nhiều lắm. Có Argo nha các bạn, ở dưới nó có Argo, quên nói vô đó. Đó, ông Honda làm cũng không có bị lập lờ như cái ông Yamaha. Là bích tông khi mà nó móc cái mắt lớn á, là nó sẽ nằm ở trên, dễ biết lắm, cái xúc bắp xăng nó lớn hơn. Còn Yamaha thì nó hơi bị đảo đầu một xíu các bạn. Rồi, phần này mình đã chùi sạch keo của thợ cũ người ta dán rồi ha. Mình chùi sạch keo rồi, bây giờ mình chỉ để tấm đồng lên là mình siết thôi. Xúc bắp thì mình đã thử xăng rồi, mọi thứ nó vẫn kín, vẫn ok. Cho nên là mình không có sấy cái xúc bắp luôn. Phốt xúc bắp vẫn tốt, có nghĩa là thợ cũ người ta cũng không có mở, cái đầu nó vẫn zin á, nó không có bị xì, xúc bắp nó bị tai nạn, nó bị đụng, bị bể lóc thôi. Cái dấu này nằm trên, cái dấu này nằm trên, tại vì mình cấn camera vừa quay clip vừa nói, nó hơi dướng mà không thấy. Xúc bắp mình cũng đánh cước, mình cạo khói, mình rửa sạch rồi ha, mình rửa sạch xúc bắp, thử xăng tốt hết rồi, mình bỏ luôn, mình không có dán keo ha. Cái ron thiết này nó tốt lắm, nó không phải như ron giấy rồi mà mình sợ xì. Argo là có hai cái rồi nha các bạn. Rồi xong ha. Coi như mình ráp xong rồi đó. Giờ mình lấy gỗ móc đầu. Lồng đờn. Đây. Lồng đờn. Bỏ đúng chiều đúng mặt. Hai miếng. Bốn miếng rồi. Rồi dặn chéo nó vô đi. Nè. Xe mà mình thấy á, xe mà thế hệ đầu lòng ba khúc này nè, thao tác ráp nó đơn giản, nó dễ hơn cái xe quay rim cũ nhiều lắm. Rồi giờ mình để mình đổi góc camera cho anh em dễ coi ha, mình gá đây đi. Bây giờ mình đổi góc camera là hai con ốc 8 bắt cái quay lòng nằm đây, xiết lại luôn. Rồi mình chịu, mình gá thôi nha, cái này mình gá thôi, mình gá hai ốc quay lại đi cho nó cố định cái đầu với cái lồng lại. Sau đó mình lấy tiếp 12. Lấy tiếp 12 mình xiết 4 ốc đầu lại. Thì cái này quan trọng nữa các bạn. Đối với xe mà xài nước giải nhiệt á, cái này cực kỳ quan trọng. Nếu mà chúng ta xiết 4 ốc đầu này nè mà không đúng lực á. Chúng ta xiết mà không đúng lực á thì nó sẽ xảy ra tình trạng luồn nước luôn á, nó bị vên cái mặt lồng á. Và đặc biệt là đối với những xe mà nhiều động cơ á, 2 máy, 4 máy, rồi 8 máy á, thì những xe đó mà chúng ta làm mà sai á, cái lực nó sai nghĩa là nó bị luồn liền. Mình xiết là xiết chéo nha anh em. Vị trí lốc máy này nè, để mình cản lại cái lực xoắn của động cơ á. Chứ mà mình xiết mà không theo thứ tự, không chéo góc là nó dễ dẫn đến tình huống là lâu ngày nó bị xì nhớt rồi động cơ nó bị phá vỡ liên kết liền á. Rồi xong, sau đó mình siết cứng hai ốc này lại. Vậy là mình đã ráp xong thao tác cái bộ đầu lòng rồi, giờ mình gắn sơn cam nhông chi thì. Giờ mình sẽ gắn cái cọng sơn cam. Thì cái hệ thống sơn cam tăng cam xe này nó cũng còn tốt các bạn, nó không có hư hao gì đó, cho nên là sơn cam tăng cam mình xài lại ha. Và đặc biệt mình nói luôn á, với cái dòng quay VLED nè, quay RSX nè, Future 125, khi mà hư cái cần tăng cam hay hư bánh tăng bánh lồng á, đặc biệt là cái dòng Future 125 là các bạn thay là phải thay luôn cái cần, thì cái đó nó hơi tốn kém, các bạn có thể chế cái cần tăng cam rời vẫn được. Nhưng mà lưu ý vậy nè, khi mà chúng ta thay sơn cam thì những cái bánh cao su này nọ, hay là cái phíp này nè, hoặc là lò xo á, của cái ống sáo này, rồi kiểm tra cái ống sáo luôn là nó không có được thông hai đầu nha, chỉ thông đầu thôi, phải kiểm tra hết mấy cái đó. Tại vì cái sơn cam của cái thằng Future 125 nó khó chịu lắm. Các bạn mà làm mà không kỹ á, là nó giật, nó làm đi làm lại hoài luôn đó các bạn. Cái đó là cái mà nguy hiểm nhất trong cái dòng xe luôn á, là thằng Future 125 á, của Honda á, là nó hay bị trường hợp là khi anh em chúng ta làm á, nó bị cái trường hợp gọi là bị hư cái sơn cam, rồi cứ tái đi tái lại làm hoài luôn. Lại Future 125 á, do chúng ta làm không đồng bộ á, cái xe đó là phải đồng bộ hết toàn bộ nha. Rồi ở đây á là cái cốt cam nó có cái chốt trên này nè, giống như chốt nào quết móc vô đây, thì cái dấu này nó sẽ thẳng hàng với cái mặt lòng vậy nè. Ở đây mình để chỉnh bê tông lên rồi ha, cây dên nè, chốt nào quết dên nó đi thẳng lên trên nè,
mình ve lại xíu, nó hơi lố. Đó, nó nằm đây là đúng nè. Rồi, mình sẽ bỏ vô. Rồi, xong, bắt vô ha. Thì khi đó thì cái bánh xe lồng á, nó sẽ nằm đây nè, nó sẽ đỡ cọng sinh cam. Thì nếu như chúng ta nhìn mà cọng sinh cam nó dùng cỡ này là ok. Còn nếu mà nó quá dùng, nó dùng xuống dưới nè, nó dùng sâu như vậy nè, là nó dùng rồi thì chúng ta phải bỏ nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ bỏ bánh xe lồng vô ha. Mình gá cho anh em coi cái độ dùng sinh cam thôi, khi không có bánh xe lồng thôi. Thì mình thử bằng cách đó đó, bỏ cái bánh xe lồng ra, mình thử coi cái độ dùng sinh cam. Tại vì khi có bánh xe lồng nó đã đỡ lên rồi, nó đỡ lên phút rồi. Thì hơi khó phân biệt, cho nên chúng ta bỏ bánh xe lồng ra để chúng ta coi cái độ giãn cọng sinh cam là chính xác nhất. Chứ đừng có coi cái độ quặn sinh cam này nữa, nó cũng chưa chính xác đâu. Mình thấy là cái đời xe này cực kỳ dễ ráp luôn á các bạn. Đó, khi mình bỏ bánh xe lồng các bạn thấy không? Cái khoảng này nó hơi lên được một xíu nè. Đó, vậy là xong. Giờ mình chỉ việc xiết con ốc ở đây lại, cứng lại là coi như mình đã bắt xong cái dàn tăng cam của xe này rồi. Đó, rồi, ở đây, dàn con ốc 12. Rồi, thao tác xong ha, dàn tăng cam mình đã xong luôn rồi đó. Rồi, giờ mình ráp cái rế đề bắn qua lăng và mình ráp cái này lên xe thôi. Thì coi như là cái phần ráp cái động cơ này là mình hoàn thành rồi đó các bạn. Nó cũng nó cũng không có nhiều và rắc rối. Rồi. Lát nữa mình lấy súng á, lên xem lấy súng mình bắn lại cứng lại cái con ốc tăng này. Và để mình kiểm tra lại coi ha. Coi cái tăng cam nó có bị xoay khi mà mình lấy không. Rồi. Chỗ nào quét thẳng điểm con ốc này, thẳng điểm. Thẳng một đường thẳng ha. Là bê tông lên tới đỉnh. Mình lấy cái vít hay là cái gì nhỏ đó, mình thử mình bỏ vô đây nè. Mình bỏ vô cái lỗ uri á. Lỗ uri á thì mình thấy là bê tông nó lên nè. Rồi, nó lên đúng điểm thượng. Đó, thì cái dĩa cam này nè, dĩa cam này nó sẽ thẳng hạng đây. Nó sẽ thẳng một đường thẳng ha, là đúng. Rồi cái chốt này nằm trên đầu là coi như thao tác xong. Giờ mình bỏ. Cái nhông đề này nó khác với nhông đề xe da, là thường thường xe da nó sẽ có cái lông đền ở dưới ở trên, mà cái này nó thiết kế thì không có, thì ok mình không có cần gắn vô nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ để cái cục đề nè, để cục đề vô đúng vị trí của nó. Thì ở đây nó có cái xin ha, xin để chống chảy nhớt nè. Cái xin này nó cũng còn tốt á, cho nên là không cần dán keo nha các bạn. Còn nếu mà cái xin đó mà nó không còn như cũ nữa thì buộc lòng mình phải dán keo đó. Thì cái bộ đề, cái cụm đề nó là y vậy. Bây giờ mình sẽ thả qua lăng vô thôi. Rồi cái bộ bi đề này nó cũng khác với quay đi bình thường á, nó xài cái lò xo nhíp á. Các bạn lưu ý là cũng phải kiểm tra kỹ ha, với lại mấy con ốc này coi nó siết cứng không. Chứ khi mà nó bị lỏng mấy con ốc này thì nó cũng xảy ra cái tiếng vọng lớn lắm các bạn. Bên trong động cơ xe này nó bị vọng lớn lắm. Do là lỏng thì nó cũng giống như đề xe Yamaha vậy đó. Lỏng cái đó là nó vọng rất lớn. Đó, thì mình bỏ cái này vô nó sẽ quay được một chiều nè. Đó, khi mà động cơ đề kéo thì nó sẽ quay dày ha. Còn khi máy nổ thì dĩa đề đứng yên. Rồi các bạn quay lại dính dĩa đề là được. Rồi sau đó bỏ cái tán qua lăng, siết cứng cái qua lăng lại, đặt nó như đã thao tác xong ha. Cái phần ráp cái bụng máy này, siết cái con ốc qua lăng này lại là mình làm xong rồi đó. Rồi giờ hướng dẫn anh em hết cái chi tiết ráp rồi, thì giờ mình sẽ lên xe. Rồi ok, đúng tê hết rồi ha. Giờ mình ụp cái lốc vô. Các bạn sẽ nhận thấy một cái điều trên cái động cơ nè. Khi chúng ta quay tới á, thì hơi nó ra rất là dễ dàng các bạn. Hơi dễ dàng lắm. Nhưng mà khi chúng ta mà cái động cơ nó bị giật ngược á, cái động cơ khi mà nổ sặc ngược á, thì nó sẽ có một tua nó sẽ dướng lại, nó không bao giờ qua được hết á. Thì cái đó là cái trường hợp của cam giảm áp chống nổ xả ngược á. Cái xe nào có cam giảm áp thì nó sẽ khó quay lại lắm. Tới đây nó dướng nè ha. Nó dướng giống như kiểu là nó bị dướng hơi tức đó. Thì các bạn xả tới cái là nó nhảy một cái tạch liền. Nè, dướng nè. Đó. Mình xả tới là lâu lâu con cò nó nhảy cái tạch đó. Đó chính là cam giảm áp nha các bạn.
cái ron zin ron cũ của nó còn tốt á, cho nên là mình xài lại luôn ha các bạn ha. Giờ úp cái lốc này nữa xong rồi. Hai cái acro định vị nha các bạn. Rồi. Xong. Ốc mầm lửa xiết vô. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. 7 8 còn 2 con là cái nắp đuôi cá. Ốc nó theo bộ hết à. Không thể nào lẫn lộn. Thì xiết cái này nó cũng giống như xiết ốc lóc nồi luôn ha. Gá đều lại hết rồi xiết kéo. Để đảm bảo là nó liên kết nó không xì nhớt là được. Rồi. Mình không có gắn cái nắp chụp lên để mình lên xe mình thử cái bơm nhớt á. Mình thử là nó bơm nhớt lên trên hệ thống cam đầu tốt không, mình không có gắn nắp chụp đó. Giờ mình lên thẳng xe luôn. Gắn bình xăng xong xuôi hết rồi mình thử bơm nhớt xong rồi mình ập lại mình cho nổ máy nha các bạn. Xịt đều hết. Ok. Chéo nè. Chéo. Cái lốc này là cái loại máy này là mình thấy siết là chuẩn nhất luôn á. Nó chia đều ốc à, 8 con 10 con số chẵn, không có bị lẻ. Rồi. Rồi ok, coi như mình đã xong rồi ha. Giờ mình sẽ lên xe. Giờ mình đã ráp cái cục máy này lên trên chiếc xe ha, lên trên cái khung sườn. Thì bây giờ mình sẽ không mở khóa, mình đạp thử coi là bơm nhớt nó có lên trên đầu không các bạn. Rồi đạp đi. Rồi có rồi, từ từ qua bên kia nè, bên kia không thấy rõ nè, qua đây các bạn thấy không, nhớt nó lên nè, đó nó lên ok ha, có nhớt rồi. Giờ sẽ đẩy nắp đầu vào cho nổ máy. Sau khi mình đã ráp luôn cái nắp đầu vào và thử bơm nhớt á, thì bây giờ mình sẽ thử nổ cái máy này lên ha, cho các bạn nghe và kết thúc video clip hướng dẫn ráp cái máy YS110 tại đây ha. Coi như mình hoàn thiện phục chế là cái lốc máy này cho người bạn. Rồi giờ mình sẽ đạp máy để anh em nghe thử coi cái tiếng máy nó như thế nào nha các bạn. Tại vì mình đang tháo công tắc rồi đó, cho nên là mình không có bấm đề được. Đó, rồi thì tiếng máy đã êm và trở lại như cũ rồi, rất là êm. Đó thì coi như video clip của mình sẽ kết thúc tại đây. Thì nếu anh em nếu anh em thấy hay thì anh em nhớ like và subscribe kênh và đừng quên ủng hộ Motorcycle TV bằng việc xem quảng cáo. Và các bạn cũng nhớ ráng theo dõi những cái chuỗi video clip về hướng dẫn về động cơ thông thường và FI cũng như độ chế động cơ của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở video clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31. Anh em gặp ban xe cộ khó có gì nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.